Chào mừng quý vị và anh chị em đến với kênh Church News. Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Mời quý vị và anh chị em đăng ký kênh Church News để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị và anh chị em, cuộc trở lại chớp nhoáng Bruno Conaciola, người muốn ám sát giáo hoàng. Từ lâu ông ghét giáo hội và giáo hoàng, cho đến ngày Đức Mẹ hiện ra với ông ở bãi dòng suối ở Roma vào tháng 4 năm 1947. Như bao người khác, không có dấu hiệu gì báo trước ông Bruno Conaciola sinh năm 1913 về với Chúa năm 2001, người Ý sẽ trở lại. Ông xuất thân từ một gia đình khiêm tốn, bị ảnh hưởng của một người bạn Tin Lành Đức. Trong lòng ông nảy sinh một hối hận thù ghê gớm với giáo hội và giáo hoàng, mà ông xem đó là tất cả nguyên do của mọi sự dữ trên thế giới. Hủy diệt giáo hội đã là một tư tưởng ăn sâu trong đầu ông, và trong mối hận thù này, ông muốn hủy diệt tất cả những gì giáo hội đại diện. Ông vứt các ảnh tượng và thánh giá vợ ông treo trong nhà vào thùng rác. Dĩ nhiên, ông cấm con cái không được học giáo lý. Nhưng ông Bruno Conaciola, người muốn bức bách giáo hội, lại được Đức Mẹ Maria kêu gọi để trở thành người bảo vệ tin mừng, dù ông luôn sẵn sàng nhào bán mẹ. Chúng ta đang ở vào tháng 4 năm 1947, gần tu viện dòng Tráp, còn có tên là tu viện Ba Dòng Suối ở Roma, không xa đền thánh Phaolô, nơi thánh Phaolô tử đạo dưới thời hoàng đế Nero. Trong một cuộc đi dạo, khi để ba đứa con đi chơi banh ở xa xa, ông ngồi viết một bài gay gắt chống Đức Mẹ. Lo lắng không thấy con quay về, ông đi tìm và thấy chúng ở trước cửa hang đá, tay chắp lại, mặt xanh và ở trong trạng thái ngây ngất. Bà xinh đẹp, chúng lần lượt kêu lên, mắt dính chặt vào hang đá. Mới đầu ông Bruno bực mình, rồi ông bị dao động. Ông vào hang đá và ông cũng kêu lên, bà xinh đẹp, bà xinh đẹp. Trước mặt ông là hình bóng một phụ nữ trẻ trong hào quang ánh sáng vàng chói. Tôi bất ngờ thấy hai bàn tay trắng tuyền đang cử động về hướng tôi, và tôi cảm thấy như bàn tay đó vuốt nhẹ mặt tôi. Tôi có cảm tưởng như bị tước một cái gì đó ở mắt. Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy đau và tôi ở trong bóng tối sâu đặc. Nhưng bóng tối lan dần để lọt một ánh sáng nhẹ lướt qua và lớn dần cho đến khi bao phủ cả hang đá. Lúc đó tôi không còn thấy lỗ hổng, cũng không thấy trong hang có gì, nhưng chỉ thấy một niềm vui phi thường. Kinh ngạc, ông Bruno ngây ngất quỳ xuống. Khi đó Đức Mẹ bắt đầu nói trực tiếp với ông, hay đúng hơn là nhẹ nhàng xin ông, con bách hại ta, con ngừng ngay bây giờ, con hãy quay về với nhà thờ, nơi giáo dân cầu nguyện và lần chuỗi hàng ngày cho sự trở lại của những người có tội, những người không tin và cho sự hợp nhất của giáo hội. Ông Bruno hụt thở, ông hướng theo tay trái của Đức Mẹ chỉ một cái gì đó dưới đất như tấm khăn đen với cây thập giá bị vỡ, mà sau này ông mới nhận ra đó là sách Khải Huyền. Đức Mẹ xin ông thận trọng. Khoa học sẽ không phủ nhận Chúa. Mẹ báo cho ông biết trước, mẹ nói với ông một tin nhắn đặc biệt. Nhờ ông đưa tin này đến tận tay Đức Thánh Cha, vị chủ trăng tối thượng của đạo Công giáo. Đức Mẹ cũng nói cho ông nghe những điều báo trước về giáo hội, về đức tin, rằng con người không còn tin nữa, bao nhiêu là chuyện đã xảy đến ngày hôm nay, và còn nhiều chuyện khác nữa sẽ xảy đến nữa. Rằng trong số những người sẽ nghe ông kể thị kiến này, có người sẽ không tin, nhưng ông không bao giờ vì thế mà nản. Và cuối buổi gặp, Đức Mẹ cho ông biết, ta là đấng trong ba ngôi Thiên Chúa, ta là trinh nữ của Mạc Khải. Trước khi đi, ta nói với con như sau, Mạc Khải là lời Chúa, Mạc Khải nói về ta, đó là vì sao ta có tên trinh nữ của Mạc Khải. Cũng ngày hôm đó, ông Bruno Conaciola khắc trên đá. Trong hang đá này, Đức Mẹ đã hiện ra với tôi. Mẹ yêu thương tôi, mời gọi tôi vào giáo hội Công giáo. Từ đó, cuộc trở lại của ông Bruno
Conaciola không kìm lại được. Giữa bao thăng trầm, ông đến Roma xin Đức Pio thứ 12 tha tội vì đã muốn giết ngài. Trọng kính Đức Thánh Cha, đây là quyển thánh kinh Tin Lành, mà với quyển thánh kinh này con đã giết rất nhiều tâm hồn. Và đây là dao găm với hàng chữ Giáo Hoàng phải chết mà con muốn dùng để giết cha. Con đến xin cha tha tội. Nghe thế ngài trả lời, con giết cha, con chỉ làm cho giáo hội có thêm một vị tử đạo, cho Chúa Kitô thêm một chiến thắng của tình yêu. Con của cha, tha thứ tốt nhất là ăn năn. 30 năm sau, năm 1978, ông gặp Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Ngài nói với ông, con đã thấy mẹ Thiên Chúa, vậy con phải thành thánh. Vào ngày 23 tháng 2 năm 1982, Đức Mẹ lại hiện ra với ông Bruno để xin ông xây một nhà thánh cho mẹ, để những người đói khát lạc đường tìm ở đó tình thương, an ủi, sự thông hiểu, ý nghĩa thật của đời sống. Mẹ nói thêm, tại đây, nơi hang đá này, nơi mẹ đã hiện ra nhiều lần, đây sẽ là đền thánh ăn năn. Như thử đây là lò luyện tội ở trần gian, sẽ có một cánh cửa có tên là cửa hòa bình, tất cả đều phải đi qua cánh cửa này. Kính thưa quý vị và anh chị em, có lần Đức Mẹ hiện ra ở ba dòng suối được Vatican nghiên cứu tỉ mỉ, đặc biệt là Đức Pio thứ 12, người đã tiếp kiến riêng ông Bruno Conaciola nhiều lần sau khi ông đến xin ngài tha thứ. Ngài muốn đích thân ban phép lành bức tượng sẽ đặt trong hang đá. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, có tất cả 28 lần Đức Mẹ hiện ra với một cô gái trẻ ở hang đá này. Cô là người có nhiều ân sủng đặc biệt. Đức Mẹ Maria cũng đã cho cô biết, trong 10 năm nữa, cũng ở hang đá này, mẹ sẽ hiện ra với một người không tin, một kẻ thù của giáo hội và của giáo hoàng. Từ đó ông Bruno Conaciola là người nhiệt thành tôn kính Đức Mẹ. Ông đã thành lập một hiệp hội tôn giáo. Đi đâu, ông cũng kể các sự việc đã xảy ra cho ông. Đối với tôi, Đức Trinh Nữ Maria là người dạy bảo vô địch. Không những mẹ dạy cho tôi có một văn hóa giáo lý vững chắc, mà còn giúp tôi trở nên chứng nhân cho mẹ. Ai tìm thấy được Đức Mẹ Maria, người đó sẽ tìm thấy Chúa Giêsu, đấng là đường, là chân lý, là sự thật. Ông tìm lại được đời sống và ân sủng trong giáo hội cứu chuộc, trong nhiệm thể Chúa Kitô, và cũng tìm lại được mẹ giáo hội. Bài viết do Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch.